bạn thân mến, tiếp tục chương trình này là cái gì đây? Một cái món rất là lạ, trái cây rất là đặc biệt. Là cái gì? Là cái này, đáng thử nha. Trái gì đây? Cho các bạn xem đây. Nó màu nâu nâu nhưng mà nó rất là to, rất là lạ. Nó giống như trái táo vậy, mà táo này rất là to, to hơn bình thường. Đó là táo Trung Quốc. À, táo Trung Quốc. Loại tươi đó. À, loại tươi á. Cái này 1 ký bao nhiêu ha? 30. 1 ký 30 lận á. Wow. Bán thì 20. Ở Caramita bán thì 20. Nó Sydney thì bán 30. À, vậy các bạn phải ăn nhiều vô nha. Rất là lạ. Trái này có gì tốt nè? Trái này có gì lạ? Bổ cái gì? À, bổ máu. Mình sẽ ăn nha. Ủa sao bàn tay này mình giờ tới 3 bàn tay vậy? Ở đây có 3 bàn tay là. Trái này á, ở siêu thị á, là nó lại khô. Khô là để nấu chè. Nấu chè là ha. Nhưng mà cái này là tươi. Nấu chè nấu canh. Nấu chè nấu canh. À. Bây giờ đây là tươi. À. Ngon không? Ngon lắm ha. Bây giờ chỉ có một trái táo thôi. Chiều nay sẽ có nhiều trái nữa. Bây giờ có một trái ăn nha. Các bạn ăn ngon á, nhớ subscribe Diamond Hee và watch more video đây nhé. Cảm ơn nhé. Thanks for watching and being my movie star. Cheers.